Tập 1. Nishikata đang làm việc riêng trong giờ. Taka ghi hỏi thì cậu vội giấu đi bảo không có gì hết. Thì ra Nishikata đang chế tạo một cái hộp giấy gây giật mình phe này Takagi chết chắc. Nhưng quay ra thấy bạn đang loay hoay không mở được cái hộp bút. Nishikata lấy nó mở giúp cho Takagi mà hóa ra lại bị trôn nữa. Hét toáng lên và hậu quả bị thầy giáo mắng trong một trận. Nishikata tức ói máu trong khi Takagi ngồi cười sung sướng. Nhất định cậu phải bày thành công một trò gì có thể trả thù được cô bạn này. Đột nhiên Takagi quay mặt ra hai mắt chạm nhau làm Nishikata đỏ mặt. Cô muốn mượn cục tẩy của cậu. Còn nói nếu ghi tên người mình thích lên cục tẩy rồi dùng chính cục tẩy đó thì tình yêu sẽ được đáp lại. Nishikata nhận xét mấy cái thứ ấy chỉ có con nít mới tin. Takagi bắt đầu lột vỏ cục tẩy của cậu ra rồi cứ nhìn chăm chú. Làm Nishikata lại tưởng không lẽ mình có lỡ viết lên đó thật. Vội vàng đòi lại cục tẩy thì hóa ra nó vẫn hoàn toàn trăng bóng. Đã thế còn phát hiện ra Takagi đâu có quên mang tẩy. Kết quả lại lỡ mồm hét lớn để ông thầy cho ăn viên phấn vào đầu, Takagi lại ngồi cười như được mùa. Sau đó nhân cơ hội cô xin đi vệ sinh, Nishikata quyết định sẽ viết lên cục tẩy của bạn một cái tên để chôn lại, nhưng khi vừa mới mở cái vỏ ra một chút đã thấy có nét chữ rồi, nhận ra chữ này không phải chữ cái đầu của tên mình thì cậu có hụt hẫng, dặn lòng chả có gì phải buồn nhưng Nishikata thậm chí còn rơi cả nước mắt. Cuối cùng cũng lấy hết sức để mở cái vỏ ra và nhận được dòng chữ hãy nhìn ra phía hành lang. Takagi đã đứng ở đấy nãy giờ và cô chứng kiến hết cả, Nishikata ngại quá vội quay mặt đi. Takagi mới lấy lại cục tẩy và có vẻ cô còn viết thứ gì ở mặt bên cạnh nữa, với hai chữ cái đầu là Nishi. Hôm nay là ngày trực nhật nên Nishikata phải ủy oải đến trường từ rất sớm, đứng từ dưới sân mà cậu đã thấy Takagi có mặt trong lớp rồi. Nhưng đến khi vào lớp lại không thấy bạn đâu cả, chắc chắn nhỏ nấp ở đâu đó chuẩn bị hù dọa mình. Thấy đôi giày dưới bàn giáo viên thì Nishikata nhận ra ngay kế hoạch của Takagi. Nhưng một hồi sau lại nhận ra đôi giày đó chỉ để đánh lạc hướng thôi thì sao? mà trong phòng này không còn chỗ trốn nào khác ngoài cái tủ. Nishikata giả vờ đi vệ sinh rồi bất ngờ mở tung nó ra, trong tủ méo có ai và thậm chí cả bàn giáo viên cũng không có luôn. Đang ngồi thờ ơ một chỗ mải ngẫm nghĩ thì Takagi mới thò mặt ra hù. Chỉ vì muốn hù dọa Nishikata mà cô bạn phải sẵn sàng dậy từ rất sớm, nhưng một hồi sau mới nhận ra trong lớp học lúc này chỉ có riêng hai đứa. Takagi nói không muốn có người khác đến phá mất bầu không khí này, Nishikata đỏ hết mặt quay ra chỗ khác định nói điều gì đó thì đám bạn bất ngờ mở tung cửa bước vào trong nhà vệ sinh đang nghĩ cách làm sao để chôn lại được takagi thì cậu bạn nakai gợi ý cho làm mặt ngố rồi cậu ta hỏi nishikata thích takagi phải không vì thấy hai người thân nhau nhưng nishikata lúc này đang rất nhập tâm vào trò làm mặt ngố trong lớp thì cậu chọn tiết học của ông thầy giáo ghê gớm nhất cứ nghĩ tới cảnh chọc cười được takagi lại thấy sướng cho đến khi Takagi vừa mới gọi tên cái Nishikata liền làm mặt thầy ngay. Nhưng cô ấy chẳng có biểu hiện gì thậm chí còn dơ gương ra, khiến thanh niên tự thấy mặt mình là tự cười ẩm ý hết cả lên. Sau đó Takagi còn phải chỉ cách làm mặt ngố cho Nishikata nữa. Đến lúc quay mặt về lại thì ông thầy giáo đã đứng ngay trước mắt, trong một tiết học mà để ông thầy này mắng tới hai lần là hơi bị quá đáng sợ. Nishikata quyết định gục mặt luôn xuống bàn để đỡ bị Takagi chôn nữa, cho đến khi cậu thử ngó ra thì bất ngờ cô ấy đang nhìn về phía mình. Nishikata vẫn còn hơi bối rối thì Takagi đột nhiên làm ngay cái mặt ngố và hậu quả cậu cười ẩm ý thêm một lần nữa bị ông thầy chửi. Tập 2 Trong môn thư pháp thầy giáo yêu cầu hãy viết ra một từ mà các em thích, Takagi gợi ý Nishikata hai đứa hãy cùng ghi điều mình muốn ở đối phương. Nishikata quyết định sẽ ghi từ cấm cho chọc ra, mà biết đâu như thế Takagi lại càng có hứng thú chưa hơn thì sao, và cuối cùng chứ cậu viết là kiềm chế còn Takagi viết là cứ như bây giờ. Ý của cô muốn Nishikata hãy cứ dễ bị chưa chọc như bây giờ, đã thế lần tiếp theo Nishikata sẽ phản đòn lại cậu viết ra chữ tử tế, và thầm nghĩ điều này chắc chắn sẽ khiến Takagi buồn, nhưng đột nhiên cô lại quay ra khen Nishikata viết rất đẹp và rất thích chữ cậu nishikata đánh rơi cái bút thì được taka ghi nhật lên giúp chưa dừng lại ở đấy cô còn sờ tay lên mặt cậu nhặt một hạt bụi già Vậy là Takagi quá tử tế cậu đành phải quay xe viết chữ đừng trêu chọc tớ, còn cô thì viết có mực trên má kìa. Thì ra vừa rồi lại bị chôn và Takagi không hề có ý dừng việc trêu chọc. Vào một ngày hè trời nóng bức, nhóm ba cô bạn chơi thân này đang tính sắp tới sẽ mặc áo ngắn tay. Thấy Sana e dám mặc áo cộc trước thì Mina liền mắng bạn, rõ ràng ba đứa đã hứa với nhau luôn phải thay đồng phục cùng lúc. Vậy là ngày hôm sau hai người đã mặc ngay áo cộc tay cho nó mát, nhưng cô bạn Sana e hôm nay lại mặc áo dài tay liền mắng lại. Trong tiết học tiếng Anh Nishikata, Ta đang mải suy nghĩ thì bị thầy giáo gọi, Takagi ghi cậu trả lời thầy thì thanh niên cũng nghe theo, và cái kết đã nói sai lại bị lão cho ăn mắng. Takagi dò hỏi có phải vừa rồi vì mải nghĩ cách chiêu mình mà cậu không tập trung. Thanh niên cố phản đối nhưng cái mặt để lộ hết cả ra rồi. Bất ngờ nhận ra hôm nay là ngày 18 lại đúng với số thứ tự của Takagi, Nishikata quyết định sẽ làm cô sao nhãng để không trả lời thầy được. Quả nhiên là vậy trong khi đang mải nói chuyện thì thầy giáo gọi Takagi nhưng cô đứng dậy đọc vanh vách không sai một chỗ nào cả. Thì ra nhỏ đã biết trước kế hoạch của cậu rồi. Takagi còn hỏi Nishikata nãy giờ lại nghĩ về mình đúng không? Cậu cố chối cãi với khuôn mặt ửng đỏ. Takagi lại nói tiếp lúc nào cô cũng nghĩ về cậu làm Nishikata không đỡ nổi. Thế rồi nhân lúc đang còn bối rối thì thầy giáo gọi tên cậu một lần nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên tới hồ bơi mà xui xẻo tay cậu lại bị thương. Trong lúc đang ngồi than thở thì Takagi tới bên cạnh, cô còn đoán được ngay Nishikata bị thương là vì cho mèo ăn rồi bị nó cắn, cậu định hỏi lý do Takagi cũng ngồi ở đây thì thấy bạn đang xoa bụng, chợt nhớ lại thằng bạn thân từng nói con gái không bơi được là do tới tháng, điều đó sẽ khiến họ đau bụng nên mới ngồi trên bờ. Biết chuyện này có hơi nhạy cảm nên cậu không hỏi nữa, nhưng đột nhiên Takagi lại muốn Nishikata đoán lý do mình không xuống bơi, không muốn chịu thua chút nào nên cậu nghĩ cách để nói ra mà không bị coi là vô duyên. Trong đầu Nishikata lại đấu tranh mãnh liệt vì không biết có đang bị Takagi gài bẫy không. Cậu nhìn kỹ lại một lượt thì thấy cô không hề bị chấn thương gì cả. Cứ nhìn bọn bạn được bơi mát mẻ, Nishikata lại thấy ghen tị. Takagi liền hỏi cậu vừa liếc nhìn mấy bạn nữ đúng không? Bởi nghe nói bọn con trai hay thích nhìn ngực con gái cậu liền chối bay chối biến rồi bất chợt nhận ra ngực Takagi khá là phẳng. Một thằng bạn từng nói người ngực lép rất dễ nhạy cảm. Vậy chả lẽ lý do Takagi không xuống bơi là vì thấy ngại về nó, nhưng chuyện này còn vô duyên hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, Nishikata đã trả lời lý do Takagi không xuống bơi là vì đang tới tháng. Nhưng rất tiếc đáp án sai rồi đã thế còn bị nói là vô duyên. Nishikata không dám nhìn mặt bạn nữa trong khi Takagi cười sặc sụa. Cười chắn chê xong thì cô mới bắt đầu cởi đồ ra xuống hồ bơi, còn nói khi nào tay cậu đỡ đau hơn hãy đi bơi cùng nhau. Tập 3 Hôm nay Mina mua thử cà phê uống thì nó đắng ngòm, chỉ vì cho rằng mình đã là người lớn nên có thể uống được. Nghe đến đây Sanae ngỏ ý muốn đổi lon nước cam với bạn. Mina còn hơi tiếc vì mình sắp thành người lớn rồi cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại nước cam được. Trong khi đó Nishikata đang uống trà táo thì bất ngờ gặp Taka khi cô muốn hai đứa cùng về chung. Vậy là Takagi xuống dắt bộ cái xe đạp rồi hỏi về lon nước của Nishikata, cậu liền đưa cho bạn uống và chưa chọc về nụ hôn gián tiếp. Nhưng Takagi không biết sợ là gì cô uống một hơi rồi trả lại bạn. Thế là thanh niên tự tay bóp mình rồi còn đâu. Nishikata cố ra vẻ trả sợ gì nhưng Takagi trêu cái cậu giật mình đánh rơi luôn. Nishikata đành phải vứt vào thùng rác thì ném trúng phóc, cậu thử ném thêm một cái lon nữa thì nhận thấy mình đúng là thiên tài. Takagi thấy vậy cũng thử nhưng lực ném quá yếu nên bị Nishikata cười trêu. Vậy là hai người quyết định thách đấu nhau ai mà ném trúng thùng rác sẽ được sai người kia một việc. Thế quái nào Takagi lần này ném trúng phát một hóa ra nãy đã bị nhỏ lừa. Đến lượt Nishikata ném thì Takagi bất ngờ nói nếu cậu mà ném trúng cô sẽ trao cho cậu nụ hôn đầu đời làm thánh của chúng ta bị phân tâm ném trượt ngay vậy là hai người lại tiếp tục ra về cùng nhau takagi tạm tha cho lần này không sai cậu làm gì hết cả hôm nay mina thử uống nước soda mà nó cay quá không uống nổi nhỏ thách thức yukari thử uống xem có thấy cay lưỡi không Yukari làm một hơi thấy hết sức bình thường, nhưng thật ra là cô đang cố nhịn mà thôi, giờ mà lỡ ở ra nhất định sẽ bị nhỏ Mina cười chế mất. Không thể nhịn được nữa Yukari đã canh thời điểm nhỏ vừa ở để mình làm cùng lúc, có vẻ chỉ mỗi Sana e phát hiện ra. Trong khi đó, riêng ngày hôm nay đi học, Nishikata đã bị Takagi trêu chọc 15 lần. Sau khi xem một chương trình TV thì cậu quyết tâm từ giờ trở đi. Mỗi lần bị trêu chọc khi về nhà sẽ tự hít đất gấp 3 số lần bị trêu ấy. Cách làm này sẽ giúp nâng cao tinh thần và quyết tâm trả thù vào lần sau. Vì vậy mà ngày hôm sau Nishikata đã tê cứng tay, Takagi thấy vậy còn chạm thử vào làm thanh niên thốn. Dặn lòng hôm nay sẽ làm tốt hơn, nhưng kết quả bị chọc tận 20 lần còn hơn cả hôm qua đã ba ngày qua thấy bạn vẫn rèn luyện cơ bắp Takagi mới nói nếu trong tuổi trưởng thành mà tập nhiều quá nó sẽ khiến chiều cao không thể tăng lên được mà Nishikata đâu có muốn sau này lùn hơn Takagi nhưng sau đó cô lại nói rèn luyện nhiều cũng rất tốt Takagi liền khen Nishikata trông đã có chút cơ bắp nghe đến đây làm cậu không biết nói gì nữa cả thấy bạn đỏ mặt thì Takagi lại cười đùa tiếp nhưng riêng việc Nishikata trông cơ bắp hơn là thật không phải đùa Takagi khen cậu hôm nay rất ngầu. Mina và Sanae đang chơi trò lồng tiếng cho hai con mèo. Hai đứa tự chế ra một câu chuyện ngôn tình đầy drama cho chúng. Mặc dù Yukari vẫn đang nhắc nhở hai con mèo này đều là được. Tân học trời đột nhiên đổ cơn mưa trong khi Mina lại không có mang theo ô, thế là đành phải đi xe buýt với hai cô bạn. Trong khi Takagi hôm nay cũng quên không mang ô hay áo mưa, thấy vậy Nishikata mới cười đắc thắng. Nhưng chỉ một phút sau thanh niên đổi hẳn thái độ khi phải cho Takagi đi chung ô với mình về. Lúc này cậu cảm thấy vô cùng khó xử, trước tình huống éo le này Nishikata không biết làm gì cả. Cô nghĩ hết sức để làm trò gì đó cho bớt căng thẳng, cậu liền nhặt một con ếch dọa Takagi mà cô không có vẻ gì là sợ cả, thậm chí còn bị Takagi chọc lại mới đau. Thấy một bên vai của Nishikata đã bị ướt thì cô tiến sát lại gần người cậu, Nishikata không còn giữ nổi bình tĩnh tim cậu đập nhanh vô cùng. Phải vội đổi chủ đề quay sang trách Takagi đã trí đến nỗi lại quên mang theo ô, cảm giác như mình đang là người trên kèo cứ gọi là khoái. Takagi cũng thừa nhận mình rất đáng trí và cô muốn hỏi thử vài câu đã quên. Tình huống mà hai người đi chung một chiếc ô thì gọi là gì? Nishikata ngượng chín mặt trả lời là cây ô tình ái. Chưa dừng lại Takagi còn hỏi tiếp việc một cặp tình nhân môi chạm môi gọi là gì? Nishikata trả lời là hôn. Nhưng cô có giả vờ tiếng mưa lớn quá không nghe thấy gì muốn cậu nói to lên. Nishikata phải một lần nữa nói từ đó ra. Takagi ghi chốt lại bằng câu hỏi tình cảm giữa hai người hơn cả thích sẽ là gì, riêng lần này Nishikata không thể trả lời đó là yêu được, nghe chả khác gì đang tỏ tình cả. Tập 4 dạo này hay cười đùa làm việc riêng trong giờ nên nishikata đã bị thầy gọi xuống phòng giáo viên uống nước chè và hình phạt cho cậu là phải ở lại dọn vệ sinh sau giờ học đang hết sức thẫn thờ buồn bã mở tủ ra lấy đồ lau dọn thì hết hồn vì takagi cô ấy đã đứng chờ tận một lúc liền chỉ để hù dọa nishikata takagi muốn ở lại dọn cùng bạn và cô bày ra trò mới hai đứa cùng chơi trò búa kéo bao ai thua sẽ phải dọn một phần tư căn phòng. Nghe quá là ngon ăn, Nishikata đồng ý luôn. Trước khi vào lượt đầu Takagi nói thẳng cô sẽ ra búa làm cậu phân tâm. Nói xong thì ai ngờ lại ra búa thật. Thế là Nishikata phải đứng dọn một phần tư căn phòng một mình. Cậu bạn Nakai đi ngang qua thấy vậy thì tới trò chuyện. Nishikata hỏi hai người đang làm gì thế liền thấy cô bạn đứng cạnh ửng đỏ nakai phải đáp chỉ đang đi dạo thôi rồi lại bỏ đi trước khi đi nakai còn chúc nishikata cố gắng lên mà cậu chả hiểu gì cả nhờ takagi nói thì nishikata mới biết hóa ra hai người họ đang hẹn hò cô còn dám chắc lúc này hai bạn ấy đang đi lên tầng thượng cậu vô cùng chăm chú nghe takagi kể chuyện tiếp theo sẽ xảy ra nhưng đột nhiên takagi lại không kể nữa bảo nishikata dọn tiếp đi mà dù sao không cần kể thì ai cũng đều đoán được hai người kia sẽ làm gì đột nhiên takagi nói một câu như thể cô cũng muốn được một lần thử cảm giác ấy dọn xong lượt đầu tiên lại tiếp tục ẩn tù tì nữa và kết quả nishikata thua trắng toàn bộ cậu phải dọn nguyên lớp Thế nhưng lúc này cậu mới chợt nhớ ra chỉ có mình là người bị phạt, vậy mà Takagi cũng tốn thời gian ở lại chỉ để trêu chọc. Vào một ngày hè trời nóng bức, Takagi bày ra trò chơi ai thua sẽ phải mua nước cho người thắng. Vậy thì Nishikata muốn chơi trò lộn vòng trên xà cao, gần đây cậu đã thử chơi lại trò này và rất thành công, còn Takagi thì đang mặc váy nên dám chắc cô sẽ chịu thua thôi. Nhưng thế quái nào Takagi vẫn đồng ý, cô còn bắt cậu phải quay ra chỗ khác khi mình lộn vòng. Nếu Nishikata mà không quay đi cậu sẽ thua luôn, nói là vậy nhưng cậu đâu có tin tưởng được. Nishikata đã bất giác quay mặt lại mà Ai ngờ Takagi lại lộ thật. Chiếc váy của cô đang từ từ bị lộ xuống trong khi cậu còn chăm chú nhìn, nhưng hóa ra Takagi có mặc quần thể dục, vậy là Nishikata tự nhận mình đã không giữ lời cậu chịu thua đi mua nước cho bạn. Đến khi nghe kể đã nhìn thấy quần ngắn của mình, Takagi liền mắng cậu biến thái, Nishikata phải vội đuổi theo giải thích không phải như cô nghĩ đâu. Đây là một bộ phim ngôn tình mà Nishikata vô cùng thích xem. Nhân vật chính là một chàng trai luôn trêu chọc và thả thính một cô gái. Thế nhưng cô ấy lại không hề ghét mỗi lần bị anh trêu chọc chút nào. Bộ phim mang tên 100% tình yêu đơn phương. Sáng hôm sau do bị cảm nên Nishikata đến lớp có hơi muộn một chút, được Takagi hỏi han thì cậu ra vẻ ngầu lòi nói chẳng có gì nghiêm trọng hết, nhưng cô đoán được ngay, Nishikata chắc lại thức đêm xem 100% tình yêu đơn phương rồi. Chưa gì đã bị nắm thóp nhưng cậu vẫn rất tự tin vì đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nhớ lại tập phim tối hôm qua nữ chính đã bực mình và cô quyết định ra trả thù nam chính bằng cách ra đứng lường trước mặt trong lúc anh ta đang ăn nhưng đột nhiên nam chính lại khen một cậu em rất dễ thương nishikata sẽ học theo cách này để đáp trả lại takagi và cậu đang chờ bị chọc nhưng thật ra thấy bạn đang bị ốm nên takagi cố nhẫn nhị không chơi chọc lấy một lần nghĩ có lẽ takagi cũng bị ốm thì cậu thử quay ra nhìn nhưng chợt nhận ra vào những lúc im lặng trông cô ấy lại dễ thương vãi cả trường bất ngờ takagi quay mặt lại thì ánh mắt hai người vô tình chạm nhau Giờ thì Nishikata mới chợt nhận ra, cậu đâu thể khen bạn dễ thương thật ngầu lòi như trong phim được, nói câu đó có khác quái gì đang tán tỉnh Takagi, thấy bạn có biểu hiện mệt mỏi thì cô còn hỏi han sức khỏe rất nhiều, trước lòng tốt của Takagi làm Nishikata không thể nói dối được nữa, cậu thừa nhận do đã ngủ quên nên mới giả vờ bị cảm để tới lớp muộn, chỉ chờ mỗi lúc này Takagi mới nói giờ thì có thể tiếp tục trêu chọc rồi. Tan học, Mina đã rủ hai cô bạn cùng nhau đi đường tắt để mua kem, loại kem này rất hiếm trong mùa hè và quán nào cũng bán hết hàng rồi. Nhưng đột nhiên trước mắt họ là hình ảnh Nishikata và Takagi đang đứng cùng nhau trong cửa hàng đồ ăn nhanh. Không muốn làm phiền không gian riêng tư của họ nên Yukari định rời đi. Thế quái nào nhỏ Mina còn kéo cả bọn vào chung. Sau khi mua đồ ăn xong, hai nhóm chia tay nhau ra đi riêng. Mina đang không hiểu tại sao Yukari cứ muốn bám theo họ làm gì. Yukari hỏi bạn nhìn hai người ấy có thấy điểm kỳ lạ không, nhưng Mina chả thấy gì kỳ lạ ngoài việc có xe đạp mà họ lại rất đi bộ. Còn nhỏ Sanae thì chỉ chăm chăm vào cây kem của Mina, và dường như Takagi đã phát hiện ra đám bạn đang theo dõi sau lưng. Cô liền vội lôi Nishikata trốn vào trong một góc. Nhóm của Yukari bị mất dấu thì đành bỏ về, thế nhưng người khó xử nhất lúc này lại là Nishikata vì hai người quá gần nhau. Tập 5. Nishikata đang ngồi học ở thư viện nhưng đám bạn cứ liên tục rủ đi chơi, mà rủ mãi không được nên ba đứa nó đành bỏ đi mà kệ cậu. Đang học một mình thì Takagi đến và cô muốn được ngồi chung, thì ra là tại kỳ thi tới nếu không đạt được top 50 trong khối, Nishikata sẽ bị bố mẹ tịch thu máy điện tử, mà cậu chợt nhận ra nếu ngồi học với Takagi kiểu gì cũng bị phá đám hết, còn cô thì vốn đã học giỏi nên mỗi ngày chỉ học đúng 2 tiếng còn lại sẽ nghỉ ngơi, Takagi lọt vào top 10 của khối rất dễ dàng. Bất ngờ nhận ra Nishikata đã làm sai một câu, Takagi liền bê ghế sang ngồi bên cạnh. Cậu nghĩ có lẽ cô ấy đang âm mưu trêu chọc gì đây? thế nhưng takagi lại chỉ dạy bài cho nishikata những chỗ cậu chưa hiểu nishikata thắc mắc đến mức phải hỏi thằng takagi sao hôm nay lại tốt bụng vậy lúc này cô mới xin lỗi vì bình thường hay chưa chọc nhiều nhưng riêng bài kiểm tra takagi sẽ không làm phiền đến cậu vậy là sau một buổi được kèm cặp nishikata đã hiểu kỹ hơn về môn toán cậu cảm ơn takagi giúp đỡ thì cô mới trượt nói những thứ cô dạy cậu suốt ngày hôm nay đều làm gì có trong bài kiểm tra Ngày kiểm tra đã tới thì Yukari rất tự tin được 90 điểm vì cô vừa làm bài rất tốt. Mina tới nhờ bạn dạy môn tiếng Anh nhưng Yukari từ chối vì cô còn bận học. Bởi nếu lần này mà đạt được 90 điểm tất cả các môn, cô sẽ được bố mẹ mua cho bất cứ trò chơi điện tử nào. Nhưng Mina nó làm lơ coi như chưa nghe thấy gì mà cứ hỏi tiếp. Cả Sanae cũng ngồi sau cổ vũ cho Mina phá đám mới cay và cái kết hôm nay thì môn toán mà Yukari lại ôm nhầm tiếng Anh. Kết quả trả bài được có 88 điểm thì cay thôi rồi. Nishikata cũng chỉ có 59 điểm ngồi buồn thối ruột Takagi mới bày ra một trò hai đứa thử đoán điểm của nhau. Cô bắt đầu đoán Nishikata được khoảng 50 điểm thì cậu nói hơi thấp, nhưng đến khi đoán tầm 60 điểm thì cậu hoảng hôn. Phải cố gắng giữ gương mặt lạnh không cảm xúc. Và câu trả lời cuối cùng của Takagi là 56 điểm, làm Nishikata cười lớn nên hậu quả lại ăn viên phấn vào mặt. Đến lượt cậu đoán thì nói 92 điểm mà Takagi làm biểu cảm ngạc nhiên, sau đó Nishikata thử đoán các số xung quanh cô lại để mặt bình thường. Dám chắc Takagi chỉ đang cố tình lừa mình vào bẫy, Đột nhiên cô lại hỏi hai ta cứ nhìn nhau chằm chằm suốt nãy giờ nhỉ? Nghe đến đây Nishikata làm gì còn dám nhìn thẳng mặt bạn nữa, sau một hồi đưa ra những giả thuyết và lập luận thì cậu quyết trả lời 97 điểm. Và cái kết đúng thật Takagi được 92 điểm như ban đầu đã đoán, vậy là câu trả lời của cô gần đúng hơn nên đã thắng, nhưng sự thật là Takagi còn biết rõ điểm của cậu bao nhiêu rồi, chỉ là cô cố tình đoán lệch một chút tạo cơ hội thôi. Vào một ngày nọ, Nishikata lén lút vào hiệu sách nhân lúc không có người, cậu vội mua cuốn 100% tình đơn phương rồi giấu vội vào cặp. Ra đến cửa lại gặp ngay Takagi, Nishikata giả vờ nói đã mua một cuốn truyện tranh về bóng đá, nhưng thậm chí Takagi còn đòi được xem thử nó thì cậu nhất quyết từ chối. Nishikata định lùi về mà cô lại muốn đi bộ với nhau một chút. Hiệu sách này vốn rất xa nhà mà thời điểm này còn là sáng sớm, Nishikata không nghĩ Takagi lại vô tình đến đây chút nào. Thấy bạn có vẻ căng thẳng thì cô liền hỏi cậu nói dối phải không, thậm chí còn đoán được Nishikata đã mua một thứ xấu hổ mới phải giấu, và Takagi nói thẳng luôn đó là cuốn chuyện ngôn tình 100% tình đơn phương, Nishikata phải xin bạn đừng kể với ai về chuyện này. Takagi đồng ý ngay thì cậu lại lo lắng chưa thể tin tưởng được, cô liền nói sẽ kể cho Nishikata nghe một bí mật của mình thì sẽ dễ tin hơn. Takagi bắt đầu gáy tai thì thầm nói tớ thích cậu. Nghe đến đây Nishikata sao mà đỡ nổi, dù sau đó cũng chỉ là nói đùa thôi. Trước khi ra về cô còn hét to lần sau muốn mượn đọc cuốn chuyện của cậu. Vào một ngày nọ trời mưa rất to hai người phải trú tạm ở ngôi đền. Nishikata nhận ra có thể nhìn xuyên qua áo Takagi mà cậu tự giác quay ra chỗ khác. Tuy vậy thi thoảng vẫn không thể kìm nổi tò mò cứ lướt qua liên tục. Cái áo thể dục đã bị ướt nên cô muốn đổi với cái của Nishikata. Bởi Takagi biết nãy giờ cậu đang cố quay ra chỗ khác không nhìn mình. Do người Nishikata không bị ướt nên cậu cũng đồng ý cho bạn mượn áo thể dục nhưng đang phải cố chịu quay ra chỗ khác để Takagi thay đổi ngay sau lưng. Bất ngờ cô nói nếu muốn cứ quay lại nhìn đi làm thánh hết cả hồn, Takagi lại muốn chơi một trò cá cược đoán xem đến 5 giờ mưa có tạnh không. Nishikata đoán là mưa sẽ không tạnh còn cô thì đoán ngược lại, rồi Takagi mới cảm ơn bạn đã cho mình mượn cái áo mặc rất thoải mái này. Nishikata bất chợt nhận ra vài áo trên người cậu đã chạm vào cơ thể cô ấy. Takagi thắc mắc sao bạn không mặc tạm cái áo thể dục của cô. Vì nó vẫn đỡ ớt hơn áo cậu đang mặc, không còn cách nào khác cậu đành phải mặc nó nhưng trong khi đang lưỡng lự lại bị Takagi nhìn thấy mình thay đồ. Mới mặc giờ có một tí mà phải dừng lại ngửi vì nhận thấy nó có hương thơm dịu. Cuối cùng mưa đã tành trước 5 giờ cậu đã thua nên sẽ phải nghe theo lời bạn. Nhưng yêu cầu Takagi đưa ra là muốn đi dạo với nhau thêm chút nữa, mặc dù Thánh đang rất hóng được về nhà xem phim. Tập 6 từ mai đã bắt đầu nghỉ hè rồi đám bạn rủ Nishikata cùng đi bơi. Trên đường về cậu kể với Takagi nghe về rất nhiều điều muốn làm trong kỳ nghỉ. Đang yên đang lành lại thấy Nakai và cô bạn gái của cậu ta. Hai đứa ấy trên đường về cúng bón cơm chó nhìn mà ngán. Đột nhiên Takagi lại muốn làm thử trò đèo xe giống họ. Thấy Nishikata từ chối thì cô liền chưa chọc chắc cậu đang xấu hổ. Nishikata mới ra vẻ chả có gì phải sợ cả. Và cuối cùng hai người vào khu đất trống. Takagi thách bạn nếu không đèo được sẽ phải đãi cô một lon nước ngọt. Cơ mà ai ngờ Nishikata lại không thể đạp được thật vì hai người khá nặng. Takagi mới nói lần trước có một người vẫn đèo được cô bằng chiếc xe này. Đến khi biết người đó là con trai thì Nishikata có vẻ gì đó rất quyết tâm. Chả hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác cay cay và cuối cùng cậu cũng đạp được. Takagi mới nói người đã từng đèo cô chính là bố làm thánh hết hồn ngã tại chỗ. Cuối cùng vẫn thua và phải mua nước ngọt cho bạn. Thấy Nishikata đang tiết kiệm tiền thì cô ngỏ ý cho cậu uống chung, nhưng cậu nhất quyết không muốn và cố chịu đựng cơn khát giữa thời tiết này. Cho đến khi quay lại thì thấy Takagi đã mua một lon khác tặng lại mình, còn không quên trêu chọc Nishikata chắc đang sợ nụ hôn gián tiếp. Nghỉ hè đã đến thì hai người sẽ không được gặp nhau một thời gian. Takagi muốn từ mai mỗi sáng hai đứa đều cùng nhau tới đây tập xe đạp. Nhưng mấy ngày nghỉ hè đầu tiên trời đã đổ mưa xối xả làm mất hết cả hứng. Một mình Yukari ngồi làm bài tập hè trong khi hai đứa bạn cứ lải nhải bên cạnh. Chỉ chờ đợi mãi đến khi hết mưa Nishikata mới vội ra điểm hẹn. Takagi cũng đến trong một bộ váy dễ thương làm cậu có chút bối rối. Trong giây lát Nishikata mới chợt nhận ra như này khác nào hai đứa hẹn hò. Do có rất nhiều vũng nước không thể tập đạp xe được, Takagi muốn hai đứa cùng đi dạo giết thời gian. Nishikata phải nhắc nhở chỉ đến những nơi vắng người thôi, nếu để bọn bạn cùng lớp nhìn thấy lại bị hiểu lầm mất. Vậy là Takagi muốn chơi thử thách lòng gan dạ ở một cái đường hầm. Cô còn không quên đe dọa thường xuyên có hồn ma xuất hiện mỗi đêm, bên trong đường hầm tối thui lại còn có tiếng gió hú thật sự đáng sợ. Thậm chí cả một lá bùa trừ tà ngay bên cạnh nữa. Takagi nhờ Nishikata nhìn thử vào cái thùng trước mặt xem có gì không, vốn đang hơi rén mà nhỏ còn hù cho giật hết cả mình. Bất ngờ vài giây sau quay mặt lại không thấy Takagi đâu cả, Nishikata chợt nhớ đến tin đồn ma bắt cóc thì đột nhiên có ai chạm vào vai. Thì ra là cô bạn lại chôn bất ngờ thấy một cái lỗ trên tường cậu liền thò tay vào rồi giả vờ bị kẹt, nhưng lại giật mình khi Takagi giả giọng mang ngay sau lưng. Ra khỏi đường hầm bất ngờ gặp hai đứa nhóc nào đó, cô bé liền nói bắt quả tang hai anh chị này vừa hẹn hò ra, Takagi lại được dịp trêu chọc thêm lần nữa. Hôm nay nhóm của Yukari đang bàn về chủ đề nghiên cứu để còn nộp, và có vẻ chỉ mỗi Yukari thật sự nghiêm túc vì cô là lớp trưởng. Hai nhỏ này thậm chí còn chưa thèm làm bài tập hè nữa, bởi chúng biết kiểu gì lớp trưởng trả cho mình mượn chép. Hôm nay là một ngày khá xui xẻo của Nishikata và cậu đang đi mua chút đồ. Bất ngờ nhìn thấy Takagi đang đi trước mặt liền nảy ra ý định lén theo dõi, Đúng lúc cô ấy quay mặt lại đã thấy cậu vội rẽ vào một con đường. Thấy cây mũ của bạn lại tưởng nhỏ định hù mình thì cậu bắt bài hù trước, nhưng ai ngờ vẫn mắc bẫy của Takagi như thường. Takagi trượt chân ngã ngửa ra sau thì Nishikata định đỡ bạn nhưng lại vấp chân ngã. Từ sáng đến giờ cậu đã gặp không biết bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi, cô vội dục bạn ra công viên rửa chân ngay. Sau khi hỏi han thì Takagi đưa cho Nishikata chiếc khăn tay để lau vết thương, cô còn cảm ơn vì ban nãy biết cậu có ý muốn đỡ mình nên mới ngã sau đó vội kéo bạn lại gần hai đứa cùng nghịch nước. Mấy ngày vừa rồi Takagi đã đi nghỉ mát cùng gia đình nên không được gặp nhau. Trái ngược với vận xui của Nishikata, đối với cô hôm nay lại là một ngày hè rất tuyệt vời khi được gặp một người, nhưng người đó là ai còn lâu mới nói. Tập 7 San mãi cũng mua được bản mới nhất của 100% tình đơn phương, Nishikata đang hối hả muốn về nhà đập ngay. Xui xẻo thế nào gặp ngay Takagi cũng đang đi mua đồ, cậu hỏi cô đang làm gì thì Takagi nói mình đang đi mua đồ bơi. Đã có chút khó xử cậu phải giả vờ do trời nóng. Takagi hỏi Nishikata thích kiểu đồ bơi nào thì cậu nói cái nào cũng được. Nhân tiện không quên nói thời tiết ở đây nóng ghê. Đang tính lủi đi thật nhanh để không bị lộn cuốn chuyện. Takagi mới nói nào cậu đọc xong chuyện ngôn tình nhớ cho cô mượn. Nishikata hoang mang sợi đã bị phát hiện nhưng nghĩ kỹ chắc bạn chỉ nói bừa thôi. Cậu nói vừa mới mua cuốn truyện robot zombie nhưng Takagi vẫn méo tin, bất ngờ nghĩ ra một trò hay Nishikata muốn cá cược với bạn hãy đoán về cuốn truyện cậu mới mua. Ai thua sẽ phải làm theo lời người thắng và cậu tỏ vẻ tự tin. Nhưng thế quái nào Takagi vẫn đoán là cuốn 100% tình đơn phương. Thánh của chúng ta toát mồ hôi hột và cuối cùng vẫn chấp nhận thua. Điều kiện mà Takagi đưa ra là Nishikata phải giúp cô mua đồ bơi. Nghe câu này xong làm cậu phải thốt ra một câu trời nóng bức dữ. Takagi thật sự muốn biết gu đổ bơi yêu thích của Nishikata, nhưng cậu vẫn chỉ nói cái nào cũng được. Sau khi hỏi ý kiến được về một bộ thì cô bắt Nishikata phải đứng chờ nữa. Trước cửa phòng thay đồ mà cậu lại có một chút suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Takagi đã thay đồ xong nhưng Nishikata không dám nhìn thẳng. Đã thế cô sẽ thử thật nhiều đồ cho đến khi cậu phải khen thật lòng mới thôi. Vào phòng thay đồ được một phút Takagi nhận ra chưa lấy đồ định thử vào. Nishikata phải ra lấy giúp bạn và nghiễm nhiên cậu có một suy nghĩ. Hình như cô ấy đang không mặc gì nên cậu quay mặt ra chỗ khác. Takagi còn giả vờ trượt tay làm rơi cái rèm che nhưng hóa ra không như cậu nghĩ. Cuộc đời éo le thế nào gặp ngay Nakai đang ở đây cùng bạn gái. Takagi thay đồ xong thì không thấy Nishikata đâu cả. Cô phải vội che rèm lại không để cho đứa con trai nào khác được ngắm trước. Mano đang vòi bạn trai đứng ở đây chờ để cô muốn chọn một bộ đồ thật ưng ý nhưng chợt nhìn thấy đôi dép ở phòng thay đồ bên cạnh mano liền muốn rời đi ngay để lần khác quay lại sau takagi kéo rèm thì quả nhiên là nishikata trốn ở phòng bên cạnh cô bắt đầu hỏi lần lượt từng bộ xem cái nào đẹp thì cậu liên tục chỉ trả lời ngắn gọn là ừ cũng được bất ngờ takagi dù nishikata cùng đi bơi chung với mình đang trong đà cậu lỡ mồm đáp ừ luôn nhưng thật ra cũng không định từ chối tại bãi biển mina và sana e vô cùng vui sướng vầy nước lặn lội các kiểu còn riêng Yukari thì đang ngồi bơm phao do không biết bơi, mà khổ nỗi cái bơm nó hỏng nên cô phải thổi bằng mồm. trong khi đó tại khu đất trống, Takagi đang rủ Nishikata hãy làm cùng mình một chuyện cho tới trưa, nếu chịu đồng ý cô sẽ cho cậu chép hết bài tập hè. và Takagi muốn làm chuyện đó tại nhà Nishikata, sau khi kiểm tra kỹ bố mẹ đã đi làm hết cậu mới dám dẫn cô vào phòng, nhưng cảm giác nó cứ hư cấu thế nào không dám tin đây là hiện thực. Takagi phát hiện ra Nishikata có chọn bộ 100% tỉnh đơn phương luôn. Cậu định ngăn bạn ngó lung tung nhưng bất chợt tiến tới hơi gần quá, cô liền nói nếu anh thích thì cứ tiến tới làm đi khiến Nishikata đơ cả người. Nhưng hóa ra Takagi đang nhắc đến cuốn chuyện này cơ. Cô nói rất thích phòng của cậu thì Nishikata phải đổi chủ đề ngay sang việc học thế nhưng phòng chỉ có một bộ bàn ghế nên taka ghi ngỏ ý muốn ngồi chung đùa thôi ai lại đánh mất liêm sỉ như vậy bao giờ chứ thật ra học tập trên giường vẫn tốt hơn nhiều đấy dù nghe nó vô lý nhưng lại rất thuyết phục chuyện mà taka ghi muốn làm cùng nhau là tập viết chữ kanji nishikata không hiểu cái này thì cần gì học nhóm đâu bất ngờ ngó sang cậu lại bắt gặp hình ảnh taka trong lúc yên lặng rồi hai người còn vô tình nắm tay nhau khi với cục tẩy chợt nhớ lại một cảnh trong 100% tình đơn phương nam chính vô tình nắm được tay nữ chính rồi anh liền kéo cô lại gần, thế nhưng Nishikata đâu có dám làm được như anh ta đâu. Trong lúc mải suy nghĩ cậu vẫn chưa buông tay ra khỏi Takagi nữa, đến giờ ra về cô còn nói hẹn lần sau tiếp tục ghé sang, có lẽ đã tới lúc Nishikata nên dọn dẹp phòng rồi. Tập 8 Những ngày tập đèo xe đầu tiên mỗi lần được Takagi chạm vào eo, Nishikata lại thấy nhột cậu không thể đạp tiếp được, đến lúc Takagi ôm hẳn lấy người lại khiến cậu nóng bừng lên cũng không đi nổi vậy thì cô quyết định thử ngồi lên trước để nishikata hướng dẫn cho mình cách bám người sao cho thoải mái nhìn một hồi không tìm ra được chỗ nào để ôm cậu quyết định bám tạm lên vai takagi nhưng cho đến giờ đã được một thời gian nên cảm giác cũng quen hơn rồi đấy anh em cứ chăm đèo mấy bạn nữ đi học nhiều và biết đâu sau này lại cưới luôn làm vợ nishikata giờ đã đèo takagi rất quen tay rồi nên có lẽ sẽ không tập cùng nhau nữa dù sao cả hai cũng có chút hơi tiếc nuối kỳ nghỉ hè đã kết thúc vào kỳ hai lại đến. Vào một ngày trời có bão to gió lớn, Nishikata vô cùng phấn khích cảm giác có thể điều khiển cả ngọn gió. Thế éo nào đang ảo tưởng sức mạnh lại gặp ngay Takagi. Thánh giả vờ nói chỉ đang kiểm tra hướng gió thôi. Nhưng cô bắt trước nguyên si hành động ban nãy mới khai. Takagi hứa sẽ giữ bí mật về hành động vừa nãy của Nishikata. Với điều kiện cậu phải đoán được lý do tại sao hôm nay cô không đi xe đạp. Nishikata bắt đầu ngẫm nghĩ nếu cứ trả lời chung, chung chung chắc chắn sẽ bị bắt bẻ và đáp án cậu muốn nói là gió to sẽ làm tóc váy nhưng lại không thể thốt lên tiếng. Nhưng Nishikata đã hết giờ trả lời rồi, đáp án của cô cũng chỉ chung chung là sợ gió to sẽ nguy hiểm thôi. Thi thoảng Takagi lại biểu diễn hành động điều khiển ngọn gió để trêu chọc bạn. Trong giờ thi chạy marathon đứa nào cũng đều tỏ vẻ rất chán nản, chỉ riêng Nishikata và Takagi là háo hức vì họ có một trò cá cược với nhau. Thấy hai đứa thân nhau đám bạn hỏi Nishikata thích Takagi hả nhưng cậu lại chối. Nói về hẹn hò chắc chỉ có Nakai và Mano mới thật sự là bón cơm chó, chỉ để chuẩn bị cho trận đấu này Nishikata đã phải tập luyện suốt 2 tuần liền. Cậu nắm bắt được một yếu tố đó là cần phải giữ vững nhịp độ, thấy Takagi chạy nhanh hơn thì dám chắc cô ấy sẽ sớm kiệt sức thôi. Nhưng chợt nghĩ kỹ thì biết đâu Takagi lại rất giỏi chạy thì sao? Nghĩ xong cậu tăng tốc để đuổi kịp. Nishikata còn nói nếu Takagi bỏ xa được mình một đoạn coi như cô thắng luôn. Mục đích để khiến Takagi mất nhịp nhưng cậu đã quên mất một điều. Quãng đường chạy của con gái ngắn hơn con trai những 2 km. Hôm nay Takagi lại có trò trêu chọc mới đó là cù lách Nishikata. Cậu mới nảy ra một trò thi đấu đó là ai bị chọc cười trước sẽ thua bởi Nishikata đã nhận ra hiện giờ bạn đang phải dùng hai tay dắt xe đạp, chắc chắn sẽ không thể che được xương sườn. Thế nhưng đến khi giơ tay ra định cù Nishikata mới nhận thấy chạm vào người bạn nữ thì khác nào mình đang quấy rối đâu. Nhân lúc sơ ý mới quay ra làm bộ mặt cười khiến Nishikata cười điên đảo và hình phạt cô dành cho cậu là cả đời không được đọc trăm phần trăm tình đơn phương nữa. Nói thế chứ hơi bị ác ôn quá nên Takagi đổi lại, chỉ cần Nishikata chọc sườn mình một phát coi như xong hình phạt cậu bắt đầu hơi lưỡng lự bởi đây là lần đầu chủ động chạm vào takagi tự nhủ với bản thân chỉ là chọc rách thôi có gì đâu phải sợ nhưng thấy takagi quay ra hỏi thì không thể chịu thua được cuối cùng nishikata cũng dám chạm nhẹ một phát vào sườn bạn vậy là takagi đã chứng minh được sườn cô không có máu buồn còn nét thì có đấy nhưng còn lâu nishikata mới dám chạm vào đó hôm nay mina đang rất hối hả vì chợt nhận ra nhóm mình chưa làm báo cáo hè Tân học liền lôi hai cô bạn tới hang động bị ma ám. Mina và Sanae rất hào hức trong khi Yukari đang éo hiểu cái mẹ gì. Mùng con bé cứ hét toáng lên sợ ma quá mà cười thì tuyết tuyết. Tuy. Tập OVA Theo đúng trình tự thời gian thì mình sẽ tóm tắt tập OVA ngay sau tập 8 rồi mới đến tập 9 nhé. Cuối cùng thì buổi đi chơi công viên nước vào mùa hè nóng nực đã đến. Mano rất lo lắng mới hỏi Takagi thấy sao về mình. Cô khen bạn rất dễ thương làm Mano cũng tự tin hơn. Nishikata và Nakai đã đứng đợi sẵn được một lúc rồi. Quả thật nãy tới giờ Nishikata không sao rời mắt khỏi bộ đồ bơi của Takagi được. Nhưng vì quá ham chơi nên Nakai chả để tâm gì đến Mano. Cậu ta chỉ vội vội vàng vàng rủ Nishikata đi chơi trượt nước. Đến cả một lời khen cũng không có thì Mano bực tức đi chơi riêng với Takagi. Tuy vậy cô vẫn không sao rời mắt khỏi phía bọn con trai được. Kể cả lúc ngồi nghỉ giải lao cũng chỉ đánh mắt sang tìm Nakai. Lúc này Mano mới thừa nhận đi riêng với cậu ấy thì rất khó xử. Nên đã rủ Takagi đi chung lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nhưng có vẻ nakai đã quên mất lời hứa hai đứa cùng chơi trượt nước chung mano mới thì thầm về một bí mật của khu trượt nước này đôi nam nữ mà cùng trượt với nhau chắc chắn sẽ xa vào lối tình nhưng Mano đâu phải dạng người chủ động cô vẫn chờ bạn trai ngỏ lời Takagi động viên bạn và cô nói sẽ dụ Nishikata ra chỗ khác cho hai người đi với nhau. Ngoài ra cũng vì một lý do khác Takagi muốn ở riêng với Nishikata nữa. trong khi đó Yukari đang bực mình khi ở đây họ không cho thuê phao. cứ thế này cô sẽ chỉ dám ngồi trên bờ xem các bạn xuống bơi mất. vậy là Mina quyết tâm sẽ dạy bơi cho lớp trưởng trong khi đó nishikata và nakai đang chơi với nhau rất vui vẻ lúc này cậu ta mới chịu thừa nhận ở một mình với mano khá khó xử nên nakai thấy biết ơn khi có nishikata đi cùng lúc này cậu cứ mải nghĩ cách làm sao để nakai quay trở lại với mano nhưng không tập trung nên bị cả đống nước chui vào mũi thấy vậy thằng bạn mới trêu chắc lại đang lơ mơ nghĩ về takagi rồi nishikata chợt nảy ra một trò trêu chọc takagi thì cậu liền bỏ đi thôi ông tướng thích gặp takagi thì cứ nói đại gia đi lại còn nhưng chợt nhận ra mình sẽ phải chủ động rủ cô ấy thì nó hơi bị khó quá mà may mắn thế nào gặp ngay takagi cũng đang đi một mình tìm cậu nishikata nói chỉ đang muốn giúp nakai và mano nên mới tách ra thôi nhưng không thể giấu được cậu đành ngỏ lời rủ takagi đi uống nước trái cây cùng nhau nishikata mới kể ban nãy nakai có nói cậu ta vẫn nhớ lời hứa đi trượt nước chung với mano và có vẻ như nishikata còn điều gì muốn nói nữa nhưng lại không dám mở lời takagi quyết định rủ hai đứa cùng nhau đi theo dõi họ mà cô chả hiểu sau nãy tới giờ nishikata cứ quay đi nhìn phong cảnh suốt thấy hai bạn trượt với nhau rất vui thì takagi muốn cùng chơi với nishikata sự thật là do bộ đồ bơi của cô mà nãy giờ cậu không dám nhìn thẳng nakai và mano trượt xong thì gặp hai thằng bạn cũng tới đây chơi Thằng răng chuột vội vàng rủ Nakai cùng hai đứa mình ra chỗ kia chơi, nhưng cậu béo hiểu ý không muốn làm phiền họ liền dẫn thằng bạn ra chỗ khác. Trong khi đó, Nishikata đang rất cố gắng giữ tâm thật tịnh để bắt kịp Takagi, thì đột nhiên Takagi mới nhắc về một tin đồn của khu trò chơi này. Đôi nam nữ mà cùng trượt nước với nhau chắc chắn sẽ phải lòng nhau, nghe đến đây thánh của chúng ta phải vội dừng lại ngay. Và kết quả cậu không đuổi kịp được Takagi nên lại thua, đến giờ về hai bên chia tay tạm biệt nhau, Nishikata và Takagi cùng đi bắt chuyến xe buýt trở về. Suốt cả ngày hôm nay cậu bị cô trêu chọc không biết bao nhiêu lần, Takagi mới hẹn hai đứa lần sau hãy cùng đi trượt nước chung với nhau, nhớ lại lời đồn về khu trượt nước thì sao mà cậu đỡ nổi. Tập 9. Cuối cùng cũng đã có điện thoại riêng lại còn là mẫu mới nhất, Nishikata đến lớp trao đổi số với đám bạn bè. Takagi thấy vậy cũng tò mò mượn xem qua. Cậu thầm nghĩ đã chuẩn bị sẵn được một kế hoạch chọc ghẹo bạn ấy thế mà chờ đợi suốt cả buổi Takagi vẫn trả hỏi địa chỉ mail hay số gì cả. Cuối cùng cậu đành phải mở lời trước xin địa chỉ của bạn nhưng lại chợt nhận ra mình đang hỏi mail của một bạn gái thì đâu có được, nghe chả khác gì muốn tán tỉnh Takagi hết nên lại thôi. Mà bất ngờ Takagi mới lời trước cô nói cậu định hỏi địa chỉ mail của tớ hả? Vậy là Nishikata đành chấp nhận đúng là như vậy. Takagi cứ dò hỏi thì cậu đành thừa nhận cô là bạn nữ đầu tiên mình xin địa chỉ Takagi lại tiếp tục trêu chọc Nishikata muốn nhắn tin tâm tư với mình đến thế cơ à. Thậm chí cậu còn thể là không có đâu chỉ duy nhất mục đích muốn trêu chọc cô thôi, chưa gì lại để lộ hết cả kế hoạch mẹ nó rồi. Để chuộc lỗi cho vụ định trêu chọc, Takagi muốn Nishikata tuần sau phải giúp cô trong phiên trực nhật. Đã vừa không trêu chọc được lại còn bị phạt nữa mới cay, Mina thì cũng mấy lần xin mẹ muốn mua điện thoại rồi, nhưng toàn bị từ chối với lý do là con còn bé quá. Thấy đám bạn đã khá nhiều được mua rồi nên lớp trưởng cũng có ý định xin mẹ, nhưng hai đứa nó đâu thể ngờ được Sanae đã có điện thoại từ đời nào rồi. Giờ chỉ cần về kể với mẹ bạn Sanae cũng có rồi thì kiểu gì chả xin được. Vậy là vẫn giữ đúng với lời hứa vào ngày trực nhật của Takagi, Nishikata đã đến sớm để giúp bạn một tay. Trong lúc đứng lau bảng cậu còn ngái ngủ bởi đêm qua nhắn tin với đám bạn, Takagi liền kể lần đầu cô nhắn tin với người khác cũng có cảm giác vui như vậy. Nghe đến đây Nishikata mới tò mò hỏi đó là bạn nữ trong lớp phải không? Nhưng Takagi nói không phải thì cậu nhớ lại vụ đạp xe lần trước, dám chắc đó là bố cô nhưng cũng méo phải luôn nếu nishikata chịu kể đêm qua cậu nhắn tin gì với đám con trai thì cô mới nói đây quả thực là một mũi tên chúng hai đích bởi hôm qua thằng bạn kia đã gửi cho nishikata một video kinh dị giờ chỉ cần giả vờ nói nó là video thú cương rồi gửi cho takagi Cô còn trêu chọc hỏi lại không phải video khiêu dâm hả? Bất ngờ Takagi dơ ra một tấm ảnh người lớn hỏi cậu gửi tấm ảnh này hả? Nishikata mới giật mình chối cãi nhưng vẫn nhìn lại vào điện thoại. Còn lúc này cô mới mở cái video kia ra xem. Nhưng xem phim kinh dị vào sáng sớm thì Takagi chả thấy sợ gì cả. Tóm lại bây giờ Nishikata chỉ cần biết lúc nãy Takagi nói từng nhắn tin với ai. Cậu thử đoán tên từng thằng trong lớp nhưng điều sai hết cả. Bởi người đã nhắn tin với cô là một anh em họ hàng. Ngày hôm nay bị chọc quá nhiều, Nishikata phải hít đất tới 99 cái, nhưng đang là đêm nên cậu sẽ gửi cho Takagi ghi một video kinh dị khác. Mà bất ngờ cô ấy lại gọi ngay lúc này còn biết thừa cậu đang định gửi video, chưa gì đã lộ kế hoạch Nishikata đành chối và từ bỏ. Nhưng cảm giác lần đầu được nói chuyện với Nishikata vào giữa đêm, Takagi thấy tim mình đập rộn ràng, nói xong thì chúc ngủ ngon lẫn nhau. Thế nhưng cả hai đều không muốn mình là người gấp máy trước, cứ đùn đẩy cho nhau mãi đến một lúc mới có thể tắt điện thoại đi ngủ. Tan học thấy có hai con mèo đánh nhau, Nishikata định nhanh tay chụp lại nhưng không kịp. Cậu đang có một trận thách đấu với đám bạn xem ai chụp được bức ảnh đẹp hơn và hiện tại thằng béo là người dẫn đầu. Đột nhiên Nishikata lại xin được chụp tấm ảnh Takagi làm mặt hài để nộp. Nói xong cô liền làm luôn thì cậu cười phá lên nhưng chưa kịp chụp Takagi lại dừng rồi. Đang lúc sơ ý cô mới lấy ra con rắn đồ chơi hù dọa, rồi nhanh chóng bắt được khoảnh khắc Nishikata giật mình, lướt đi lướt lại đống ảnh lại buồn cười chết đi được. Nishikata định nhân cơ hội này chụp luôn khuôn mặt cười của bạn, nhưng Takagi quá cao tay đâu có dễ vậy, cô còn nói vậy là giờ hai đứa đều có ảnh của nhau coi như hòa rồi. Trước khi ra về Takagi còn nhắc nhở Nishikata đừng có cho ai xem ảnh mặt mình, cậu mới mở điện thoại ra định xóa nó đi, nhưng nhìn đi nhìn lại một hồi lại thôi cứ giữ lấy làm tài liệu dùng sau. Tập 10 trong lúc còn mải suy nghĩ cách trả thù takagi nishikata vô tình va phải cái cột điện mà cứ tưởng là người đúng lúc takagi đến hai người cùng nhau tới trường cậu đang rất lo lắng hình ảnh mình xin lỗi cái cột điện đã bị nhìn thấy chưa takagi muốn nishikata đèo mình tới trường nhưng cậu sợ bị bạn bè nhìn thấy sau đó cô nhận xét nishikata năm nay có vẻ đã cao hơn khá nhiều ngay đến đây cậu liền chọc còn takagi thì chả phát triển thêm tí nào bị bạn mắng là quấy rối tình dục. Nishikata chưa nhận ra thì phải vội giải thích cậu đang nói về chiều cao. Sau đó Takagi mới rủ Nishikata tới ngôi đền gần đó đo thử chiều cao. Cơ thể hai người hoàn toàn chạm vào nhau thì cậu nhận thấy nó thật ấm áp. Nishikata lần này đã cao bằng Takagi nhưng cậu vẫn nghi ngờ cô có kỹ chân. Thế là Takagi liền đứng thẳng đối mặt để đo luôn cho đỡ bị nói, mà ai ngờ đúng là ban nãy cô kĩnh chân thật, Nishikata đã cao hơn Takagi một chút thì cậu đắc thắng lắm. Lúc này cô mới nói cũng chả muốn cao thêm chút nào, bởi cao quá không thấy đường lại đâm vào cột điện thì sao, té ra đã bị nhìn thấy hết cả rồi. Thời tiết đang dần sang đông và Yukari thì sợ lạnh vô cùng, thế mà hai nhỏ bạn cứ dí bàn tay lạnh bút vào người mới ác ôn chưa dừng lại ở đó sanae còn chui ra sau lưng thọc tay vào trong người mina thì phê thôi rồi nhân cơ hội này yukari liền sờ tay vào má hai đứa trả thù cho bà nãy nhưng tay cô ấm vờ cờ lờ ra nishikata đang lên cầu thang bất ngờ bị Takagi ghi tấn công má thì cậu liền mắng cô cho phép bạn chạm lại vào mình làm hòa nhưng nishikata sao làm được nhìn thấy đám con gái nó thậm chí còn sờ bụng nhau nhưng cậu vẫn quyết định không sờ má Takagi ghi được câu mà hai người đâu biết cảnh tượng vừa rồi đã bị cả đám chứng kiến hết Yukari cực kỳ tò mò về chuyện giữa Nishikata và Takagi vì thường xuyên thấy họ đi học chung và thân thiết với nhau ra khỏi nhà vệ sinh sanae mới bắt chuyện hỏi thẳng takagi luôn nishikata hôm nay lại nghĩ ra một trò để chơi chọc bạn và đang cười tuê toét takagi muốn rủ cậu hôm nay tan học hai đứa cùng về chung giờ ra chơi hai đứa bạn rủ tan học qua nhà chơi game nhưng nishikata phải từ chối thế là chúng liền trêu chắc lại đi hẹn hò với takagi rồi đúng lúc này mina xuất hiện khẳng định không có chuyện đó đâu bởi ban nãy nhóm cô đã hỏi thử takagi rồi nhưng biết chuyện takagi luôn là người rủ nishikata về chung sau giờ chúng vẫn nghi ngờ có chuyện gì đó mờ áo do lúc nãy vẫn chưa đồng ý lời rủ đi về chung của Takagi nên giờ Nishikata phải là người chủ động mời cô về cùng nhau. bất ngờ Takagi mới kể chuyện chỉ vì thường hay rủ cậu về chung, mà hôm nay có người đã hỏi cô thích Nishikata phải không? vậy là cậu hiểu ngay ý của bạn đang muốn lần này mình là người chủ động mời. sau đó lợi dụng lúc cậu xấu hổ Takagi sẽ cười trêu chọc cuối cùng cậu vẫn phải ấp úng nói ra từng chữ một mà cố tỏ vẻ thật bình thường nhưng kết cục cũng dù bạn đi chung thành công mỗi tội không giữ được bình tĩnh nhìn takagi có vẻ vui hơn bình thường rồi hai người lại cùng nhau lên đường họ ghé vào máy bán nước tự động nhưng mấy loại ngon hết sạch cả rồi takagi muốn đi tìm máy bán nước khác nhưng nishikata bất chợt nghĩ ra một trò cậu mua một lon nước rất dở uống mà muốn nhổ ra luôn rồi bắt đầu đố takagi Giả sử có hai lon nước, một lon rất ngon nhưng uống vào sẽ bị ốm nặng và một lon rất dở thì cô sẽ chọn cái nào? Takagi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về câu đố hóc búa này. Cô liền hỏi nếu mình uống lon nước bị ốm kia thì liệu cậu có tới thăm không? Nishikata chưa hiểu ý bạn lắm nhưng cậu nói sẽ có tới thăm cô. Nghe đến đây Takagi thẳng thắn chọn lon nước ngon luôn. Cậu hỏi tiếp Takagi sẽ chọn không có tiền tiêu vặt cả đời hay ngưng trêu chọc cậu? Không hề nghĩ một giây cô đáp luôn không cần tiền tiêu vặt đến hết đời, bởi sau này chỉ cần chăm chỉ đi làm thêm là đủ. Còn việc trêu chọc Nishikata nó là một thói quen trong cuộc sống rồi. Lúc này Takagi mới hỏi ngược lại bạn một câu. Nishikata muốn mình tan biến hoàn toàn khỏi cõi đời hay mãi mãi ở bên nhau để cô được tiếp tục trêu chọc cậu. Không còn cách nào khác Nishikata đành chọn chịu bị trêu chọc. Bởi Takagi mà tan biến hoàn toàn nghe có vẻ hơi bị ấy. Cô mới hỏi vặn tiếp nghĩa là cậu muốn hai đứa luôn bên nhau sao? Kai vờ cờ lờ bị nhỏ dùng chính trò của mình để chọc lại mình. Chưa dừng lại ở đó Takagi muốn biết Nishikata sẽ chấp nhận cả đời bị không điểm hay chọn việc hôn cô, nghe đến đây thánh sao mà đỡ được, suy nghĩ mãi một lúc cậu mới nói không muốn bị không điểm, nhưng Takagi bắt phải nói rõ ràng ra thì cậu ấp úng mãi cũng nói ra được từ hôn, bất ngờ thấy bạn tiến sát lại gần làm Nishikata giật mình nhắm tịt mắt lại, thì ra Takagi chỉ đo chiều cao mà thôi, và thế là suốt cả quãng đường Takagi liên tục đố Nishikata mấy câu tương tự. Tập 11. Nishikata đang tập cách tiếp cận một con mèo, không nhìn thẳng vào nó và cúi thấp người xuống rồi từ từ tiến lại gần. Đến lúc sắp tóm được rồi thì Takagi lại đến chào bất ngờ. Đi trên đường Nishikata thầm nghĩ chắc bạn chưa thấy mình đứng vốt ve con mèo đâu, bởi con trai mà lại thích mấy thứ dễ thương nghe hơi quê. Bất ngờ thấy một con mèo ở bãi đất trống Takagi liền lại gần luôn, thì ra đó là mèo của một người quen nên nó cho cô vốt ve. Nishikata cũng thật sự rất muốn nựng con mèo nhưng vẫn cô giữ liêm sỉ, mặc dù Takagi đã thấy cảnh hồi nãy rồi mà cậu còn cố chối cãi, tôi mà là nam chính chắc từ hốt luôn cô chủ chứ con mèo gì tầm này đã thấy cô vừa vớt spe vừa khen lấy khen để chúng rất dễ thương và mềm mượt. Nishikata cố tìm cách đánh lừa bạn để được chạm vào nó, nhưng những điều đó chỉ càng khiến Takagi biết cậu yêu mèo mà thôi. Kết cục là đến khi chịu thừa nhận thì con mèo nó bỏ đi mẹ rồi. Ở trường cứ nghe đám bạn bè nói về chuyện yêu đương làm Yukari rất ghen tị, liền ra hỏi gu của hai con mắm bạn thân. Mina thích kiểu tự lập, còn Sana e thích kiểu đô con với tóc hơi dài. Nghe đến đây, Yukari mừng lắm cuối cùng hai đứa bạn cũng đã trưởng thành còn gu của cô thì chân dài một chút và đẹp trai một chút, bao lâu nay có ước mơ trò chuyện về yêu đương cuối cùng cũng thành thật, nhưng thế quái nào hai con nhỏ kia nãy giờ đang bàn về các giống chó vào tiết học vẽ chân dung hai người phải ngồi đối mặt nhau. Nishikata không tài nào dám nhìn thẳng vào mặt Takagi để vẽ được. Thậm chí cô giáo còn bắt buộc phải nhìn cái đối tượng là điều quan trọng nhất. Nhưng cứ nhìn Takagi thì cậu không thể giữ bình tĩnh lâu được. Bất ngờ nhìn thấy cuộc cãi vã của Mina và Yukari. Nishikata liền nảy ra một ý tưởng tưởng tượng trong đầu mà vẽ ra. Cậu còn cố tình vẽ thật xấu xí để chơi chọc bạn. Chợt nhận ra hình như mình đi hơi quá xa thì cô liền làm luôn bộ mặt ấy. Sau đó Nishikata buộc phải vẽ lại thật hẳn hoi, nhưng khi nhìn gần đến mức như này cậu mới nhận ra Takagi thật sự xinh xắn. Bức tranh cô ấy vẽ cậu cũng rất đẹp với ánh mắt luôn nhìn ra hướng khác, Takagi còn phải bổ sung thêm màu đỏ vào má nữa mới chuẩn chỉ. Trong lớp có một cô bạn rất giỏi bói toán Yukari liền nhờ bạn thử một quẻ bói tình yêu cho Mina, nói thế chứ nhỏ lớp trưởng này mới là đứa hóng được bói tình yêu nhất hôm nay nishikata phải ở lại trực nhật thì takagi muốn ở lại cùng chờ cậu cảm thấy hơi có lỗi nishikata bảo bạn cứ về trước đi thế là takagi dù chơi oản tù tì cô mà thua sẽ giúp cậu trực nhật và kết quả đây là lần đầu tiên takagi thua nên cô được ở lại cùng lúc này takagi mới kể về hồi chiều nay cô được đứa bạn bói cho một quẻ tình yêu nói xong takagi liền hỏi nishikata có thích ai không làm cậu đành rơi cả cái trổi lúng cuống trả lời là không chợt có suy nghĩ hình như takagi thích mình thì cậu lại rất hồi hộp thậm chí cậu còn bất giác nghĩ hình như mình cũng đã thích cô ấy rồi nhưng phải vội gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy khỏi đầu đến khi nhận ra câu hỏi lúc nãy takagi không hỏi về thích theo kiểu yêu đương mà thích theo kiểu quý mến làm cậu có chút hụt hẫng nhưng cô còn kể thêm quẻ bói của mình có nói chuyện tình yêu tiến triển rất tốt và Takagi còn xin một quẻ bói giúp Nishikata kết quả cũng tốt như vậy. Ngoài ra cô còn bói cả một quẻ về việc Nishikata sẽ ra gì khi chơi ẩn tù tì. Ai ngờ nó đã trúng phóc, Nishikata không hiểu tại sao biết mình sẽ ra cái gì rồi mà Takagi vẫn thua được. Và một buổi sáng nọ Nishikata đến lớp với tình trạng rất phuồn đời. Taka ghi đoán được ngay do tử vi hôm nay có nói cung của cậu sẽ rất may mắn. Thậm chí cả nhóm máu của Nishikata cũng gặp ngay ngày hôm nay luôn. Và cái kết nguyên ngày hôm nay cậu bị trêu chọc những 50 lần. Nishikata nản trí vô cùng hai người về cùng nhau chợt nhận ra tử vi còn nói hôm nay cậu có thể tung ra một cú chí mạng chỉ cần một pha duy nhất sẽ trả thù được 50 lần bị trêu hôm nay bất ngờ có hai thằng bạn lại gần rủ nishikata qua nhà chúng chơi game mới cậu rất hào hức nhưng vẫn từ chối vì nhất định phải tung được cú chí mạng được Takagi hỏi thì nishikata nói cậu thích về chung với cô hơn một phút sau bất ngờ nhận ra mình vừa lỡ nói nhầm cậu phải vội vàng giải thích nishikata muốn Takagi hãy quên hết câu vừa rồi mà cậu đã nói đi xong xuôi thì bỏ chạy về trước vì quá xấu hổ nhưng Nishikata đâu biết câu vừa rồi chính là đòn chí mạng với Takagi, xem đến cuối tập 11 rồi lần đầu tôi thấy Takagi có biểu cảm như này anh em ạ. À. Tập 12. Trong giờ học hôm nay Takagi có vẻ ngập ngừng gì đó, ra chơi thì Mina tặng cho Sanae một lá thư vì đang có chen viết thư trong lớp. Thế vậy thằng răng chủ liền chê bai có gì cứ nói trực tiếp là được, đúng là bọn con gái phiền phức, Sanae đã nghe được cô liền chạy ra sút liên tục vào chân cậu. Nishikata cũng có vẻ chả quan tâm mấy trò con gái này lắm, cho đến khi thấy lá thư có hình trái tim kẹp trong cuốn sách của cậu. Nishikata hơi rối loạn chút nhưng chợt nhận ra chắc chắn do Takagi bày trò. Cậu liền giả vờ đang mải ngắm trời đất, nhưng Takagi cứ dò hỏi mãi về chuyện sao không mở sách ra để học. Nishikata càng không giữ nổi bình tĩnh hơn. Đã thế nhỏ nói thẳng luôn bức thư tình đó chính là của cô để vào đấy. Nishikata định trả lại nhưng Takagi muốn cậu đọc nó. Định mang về đọc sau nhưng cô bắt phải đọc luôn tại đây bởi Takagi muốn tan học Nishikata đưa ra câu trả lời luôn. Dám chắc cái này chỉ là trêu chọc thôi nhưng lại thấy một ánh mắt nghiêm túc. Cậu đành mở ra và trong đó là một lời rủ tan học về cùng nhau. Chuyển cảnh nhớ lại vào ngày đầu tiên học tại ngôi trường cấp 2 này, Nishikata đã đến muộn một chút và cậu còn chưa kịp giải thích lý do. Đám bạn định trêu chọc là đồ ngủ quên thì đến giờ xếp chỗ ngồi, xui xẻo thế nào sau khi xếp xong, cậu lại bị đẩy xuống tít góc cuối và cũng chả quen ai trong lớp cả. Cô bạn ngồi cạnh nhận thấy ban nãy Nishikata có nói đến muộn không phải do ngủ quên, nên hỏi lý do thật sự là gì thì cậu nói là tại một người có tên Takagi. Nhưng bất ngờ đã đến giờ khai giảng nên chưa kịp nghe nốt câu chuyện. Khai giảng xong trở về lớp học thì đứa nào cũng trêu đùa Nishikata đi học muộn. Và tiết học lần này người vào muộn lại là cô bạn ngồi ngay bên cạnh. Cô liền nói muốn thử đoán lý do cậu vào muộn và nếu đoán đúng sẽ thắng đó là do Nishikata đã trả đồ về hòm thất lạc một chiếc khăn tay có chữ Takagi. Chỉ vì đánh rơi cái khăn này mà sáng giờ cô cứ lo lắng tìm kiếm suốt. Takagi rất cảm ơn Nishikata đã trả nó giúp mình. Và một ngày nọ trong khi đang tập luyện ở nhà, Nishikata vô tình bị thương, chợt nhớ ra lần trước có cầm cái khăn tay của Takagi mà quên chưa trả. Sáng hôm sau đến lớp thì nghe tin hôm nay phải đổi chỗ ngồi. Nishikata có chút giật mình nhưng cậu lại nói nghe chuyện này rất vui. Còn Takagi thì muốn được ở bên Nishikata lâu hơn dù chỉ một chút, cứ nghĩ cô ấy chỉ đang trêu chọc mình nhưng ánh mắt Takagi lại thật sự rất buồn. Vậy là cuối cùng Nishikata bốc được chỗ ngồi cạnh cô bạn Mano, Takagi thì phải ngồi tận ở trên bàn đầu nhưng nghĩ lại về câu nói và gương mặt lúc nãy của takagi nishikata giả vờ mắt kém xin đổi chỗ với thằng béo để được ngồi lên trên nhưng xui xẻo cậu chậm chân vì thằng bạn đã đổi mất rồi đang nằm trầm cảm khi mở mắt ra bất ngờ thấy takagi ngồi ngay cạnh thì ra là do nakai mắt kém nên cậu ta xin ngồi lên trên còn mano thì lấy cớ mình rất nhỏ con nên đổi chỗ với takagi lên đầu takagi cũng đã biết lúc nãy nishikata có ý định đổi chỗ để được ngồi với mình cậu liền giả vờ nói để nhìn cho rõ bảng thôi Lúc này Nishikata mới trả lại chiếc khăn tay đã cầm của cô từ tận hồi nghỉ hè. Và dù sao nó cũng là một kỷ niệm về ngày đầu tiên quen nhau của hai người. Lại một lần nữa hai đứa được ngồi cạnh nhau thì cả hai đều thật sự rất mừng. Trở về nhà đang mải ngắm chiếc khăn Takagi tình cờ nhặt được một tờ giấy. Đó là lời cảm ơn từ Nishikata thì cô nằm ôm chăn gối mà sung sướng. Vậy là đã hết mùa một rồi các bạn hãy cùng đón chờ mùa 2 và đừng quên đăng ký kênh giúp mình nhé.